Xin chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn mọi người ha. Thì hôm nay em xin phép lên live để chia sẻ với mọi người một ca ngực nhỏ sau 60 phút mà bác sĩ Văn phẫu thuật ạ. Thì chị khách ngày hôm nay của em thì có mong muốn là vòng một to tròn và sexy nè. Em xin chia sẻ hình ảnh trước khi làm của khách mọi người ha. Thì đây ạ. Trước khi làm thì chị khách của em có một cái vòng một khá là khiêm tốn nè, mô ngực thì khá là ít và khe là gần như là không có mọi người ha. Đây ạ, thành quả sau khi làm xong thì ngực khá là căng tròn và sexy nè. Chị khách ngày hôm nay của em thì chọn dòng túi Motiva Nano không chip mọi người ha. Size túi thì size 335 ạ, là dòng size túi có độ nhô cao nè. Đây em quay cho mọi người góc nghiêng để mọi người so sánh lại độ nhô trước và sau khi làm mọi người nha. Đây ạ, so sánh lại hình ảnh trước và sau khi làm mọi người ha. Đây mọi người thấy không ạ? Trước và sau khi làm khác nhau hoàn toàn ha. Một bên thì căng tròn sexy nè, còn một bên thì lép mọi người ha. Đây ạ. Hôm nay thì chị khách này của em chọn đi đường nách ha. Thì cái sẹo nằm trong cái nếp nách thứ ba của mình đấy ạ. Cho nên là dấu sẹo khá là tốt luôn ha. Khe ngực thì cũng khá là thích luôn ạ. Đây ạ. Đây ạ, khe ngực đây khá là thích luôn mọi người ha. Ngực làm xong thì cũng khá là căng và mềm. Hiện tại là em đã thấy rất là mềm rồi. Chị khách nào mà đang gặp tình trạng giống như chị này nè, ngực nhỏ nè, mô tuyến teo lép nè thì cứ liên hệ cho bác sĩ Văn để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình nha.